chào các bạn, hôm nay đi đến đây thấy con khỉ uống sting dâu đó. Hồi nãy mấy em này ở dưới đây để đây rồi nó giật, nó leo lên tường này ha, và nó uống sting dâu đó, nãy nó lột cái nắp ra luôn các bạn, cao thủ thiệt. Cao thủ khỉ. Ồ, con nó uống à, y như người luôn ha. Wow, như người. Các bạn thấy không? Khỉ uống sting dâu. Ơ, sao bỏ mày? Khỉ này nó sang dữ à. Con khác uống các bạn ơi. Ở con này nó có uống không? Khỉ cũng biết uống sting dâu ha. Còn nó uống khí thế này. Đó, mới nó chài. À, nó đổ rồi, con này nó có thích uống cầm để chai ha. Nó đổ rồi. Y như người luôn. Hay quá. À, cầm nó uống đi. Rồi con đặt rượu. Có nhiều người hết rồi. Rồi con kia đây có con này nó lại. Cái nước sting rất là dễ uống. Các bạn thấy không? Trèo lên đó nè. Còn con này là nó ăn đậu. Nó ăn đậu phộng ha. Ăn cái gì lại đây vậy? Thạch hâu. Ăn đậu phộng. Còn nó lọt nó ăn. Lộm đậu phộng ăn luôn. Con này bự các bạn. Nhưng chưa phải là con đại ca ha. Con đại ca nó bự hơn nữa. Khung cảnh xung quanh đây. Ngày hôm nay mình lại vào Tàu Thánh Tây Ninh ha, ghi hình cho các bạn xem cảnh mấy con khỉ ở Tòa Thánh. Các bạn thấy không, khung cảnh xung quanh đây. Wow. Còn nó lại nó coi người ta có cái gì không nó ăn nè các bạn. Ai thương á là người ta cho ha. sợ đây. Có người người ta thích, có người người ta sợ. Khỉ quậy quá. Cảm ơn Tòa Thánh Tây Ninh ha. Có nhiều người hiếu kỳ họ thích xem cái cảnh khỉ ở Tòa Thánh. Bữa là nó bẻ kiến xe này nọ, vậy là mấy con khỉ này nè. Nó tùy ngày ha, nó no thì không sao. Mấy em này sợ bắt đầu giọt. Khỉ ở Tòa Thánh Tây Ninh. Các bạn thấy không, khung cảnh Tòa Thánh Tây Ninh xem khỉ. Cái con bọ bự nè đó. Wow, trong khu rừng bò trên luôn. Ô, mấy con. Ô, oh, wow wow, cắn lộn cắn lộn. Wow, cắn lộn cắn lộn các bạn ơi. Khỉ ha. Bạn này bỏ chạy rồi. Bỏ chạy rồi ha. Khỉ ở Tòa Thánh Tây Ninh. Rồi ha, khung cảnh xung quanh đây. Wow. Xe mình để đó luôn ha.
Rồi đi tà tà ra đây coi. Bữa đó quý vị mình thấy con khỉ đầu đàn ha, khỉ chúa, nó nằm ở khu vực này. Mà ngày hôm nay nó đi đâu mất tiêu à, để coi thử ha. Khỉ ở tòa Thánh Tây Ninh đâu mất tiêu rồi ta. Trong cái khu rừng nó ở các bạn, trong khu rừng nó ở. Ồ, có bữa thấy nhiều ha, rồi hôm nay nó chắc nó leo lên cây, nó trốn nó ngủ hết trơn à. Các bạn thấy không, khung cảnh xung quanh đây, khu rừng nó ở. Cũng có mấy cái khay đựng nước cho nó uống nè các bạn. Đó, khỉ cũng như người ha. Wow, khỉ cũng như người. Vậy thì chỉ còn cái khu vực ở đây thôi, khu vực ở đây là có em khỉ. Ồ, con khỉ đằng kia nó ăn nó uống cái gì nè, chạy đó ha. Ghi hình cho các bạn xem. Uống. Wow, đó, mấy con trẻ nó giọt luôn à. Sợ hết rồi. Khỉ ở tòa Thánh Tây Ninh rồi, coi nó ăn nó uống cái gì. Ồ, cái chai, cái chai các bạn. Wow, mấy khỉ con, mấy con khỉ con. Còn bình thường là nó ở trên cái cây ha, lúc người ta cho ăn thì nó xuống. À, để nhớ quay hình cho con này. Đó, các bạn thấy không? Con khỉ luôn. Ô ô ô ô ô ô. Ở trên cao có hai ba con nữa các bạn. Mùi ghê ha. Khỉ trong tòa Thánh Tây Ninh là tính là hàng trăm con các bạn. Rồi, có con ở đâu nữa không? Coi còn ở đâu nữa không? Những cái hình cho các bạn xem ha. Đừng đi xa chiếc xe. Cái khỉ trong đây nó tùy bữa, có bữa nó đói nó quậy lắm. Rồi đi là cái khu đằng đây đi. Khu đằng đây ha. À, trước đây có một cái sân nè các bạn. Xe mình đậu ở đó. Ngày nay trời đẹp ha, trời đẹp, trong xanh. Hai bên khán đài là thường có khỉ đó các bạn thấy không. Khung cảnh xung quanh đây, mấy con khỉ cũng vui các bạn đó, buồn buồn đi vào đây ngắm khỉ này nọ đó, ngắm cái khu rừng mà nó ở. Thấy không? Khung cảnh đây, khu rừng thiên nhiên ha, chỗ cư ngụ của bầy khỉ. Bây giờ chắc cả ngàn con rồi, nhìn nhiều lắm. Khỉ con khỉ mẹ ha, với tốc độ mà nó sinh sản á, rất là lẹ luôn. Vậy thấy không? Khỉ nó thích uống nước thiệt, cũng như người ha. Rồi
Cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Chúc cô chú anh chị khỏe nha.